chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác đúng 3 ngày đại lộc cuối tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trúng lớn liên tiếp, đổi vận đổi đời, giàu như vũ bão. Xin kính chào quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, tôi là thầy Tử Vi, rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình tìm hiểu những vận trình quan trọng và ý nghĩa của cuộc sống. Trước tiên, cho phép tôi gửi lời chúc chân thành đến tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, gia đạo bình an và vận trình hanh thông trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luận giải chi tiết về vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ 1977 trong 3 ngày cuối của tháng Ất Hợi. Một khoảng thời gian đặc biệt quan trọng, đây là lúc mà tinh thần, phước lộc và vạn hội đều hội tụ, mang đến những thay đổi đáng mong đợi. Đặc biệt, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch được gọi là 3 ngày đại lộc, là thời điểm vàng để thu hút tài lộc, khai mở phước lành và chớp lấy cơ hội thành công lớn. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 vốn mang trong mình sự khôn ngoan, nhạy bén và bản lĩnh vượt trội. Trong thời gian này, vận trình của quý vị sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ sự hỗ trợ từ sao Tốt chiếu mệnh, cùng những dấu hiệu các lợi từ các yếu tố phong thủy. Đây là lúc quý vị cần chủ động nắm bắt cơ hội, triển khai những kế hoạch còn dang dở và đặc biệt chú ý đến 3 ngày cát lành để đạt được kết quả viên mãn. Bên cạnh đó, Tử Vi cũng nhắc nhở rằng vận mệnh tuy có thuận lợi nhưng không phải tự nhiên mà thành. Để gặt hái được thành công, quý vị cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời giữ vững tinh thần sáng suốt, bình tĩnh trước mọi biến động. Đôi khi, một chút chậm lại để suy nghĩ thấu đáo sẽ giúp mọi việc hanh thông hơn. Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa thời vận trong những ngày này? Những quyết định nào nên thực hiện và điều gì cần tránh để không bỏ lỡ vận may? Hãy cùng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của vận trình, từ công danh sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên và sức khỏe, để quý vị có được bức tranh toàn diện nhất cho những ngày sắp tới quý vị nhé. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977 kính mến, nhìn lại những ngày đã qua, có lẽ không ít anh chị cảm thấy chặng đường vừa đi qua đầy rẫy những thử thách và âu lo. Có những lúc tưởng chừng như mọi việc đều bế tắc, khó khăn chồng chất, khiến tâm trí ta nặng trĩu suy tư. Nhưng hãy tin rằng, mọi sự trong cuộc sống đều vận hành theo quy luật của trời đất, sau cơn mưa trời lại sáng. Tử vi của tuổi Đinh Tỵ trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm nay báo hiệu một luồng khí mới, một vận trình đầy khởi sắc đang chờ đợi phía trước. Đặc biệt, trong giai đoạn này, quý anh chị sẽ đón nhận 3 ngày đại lộc được xem là những ngày cực kỳ may mắn, khi các tinh tú các lành hội tụ để mang đến tài lộc, phước lành và những cơ hội tuyệt vời để bứt phá trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Đinh Tỵ vốn nổi bật với sự thông minh, quyết đoán và khả năng thích nghi linh hoạt. Nhưng trong thời điểm này, không chỉ cần sự nhạy bén mà còn cần sự kiên định và tinh thần sáng suốt để nắm bắt đúng cơ hội. Những ngày cuối tháng 10 âm lịch không chỉ mang đến tài lộc, mà còn là dịp để quý vị khơi mở các mối quan hệ, củng cố nền tảng cho những dự án hoặc kế hoạch dài hạn. Hãy xem đây như một món quà từ trời đất dành cho những người biết trân trọng thời vận. Tuy nhiên, Tử Vi cũng nhấn mạnh rằng, không phải ai cũng tự nhiên nhận được phước lành. Sự thành công sẽ phụ thuộc vào cách anh chị chủ động chuẩn bị và tận dụng từng cơ hội. Để đi đến đích, quý vị cần giữ một tâm thế vững vàng, tránh nóng vội và đặc biệt là luôn duy trì tinh thần lạc quan. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của vận trình, từ công danh sự nghiệp, tài chính đến tình duyên và sức khỏe. Tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những dấu hiệu đặc biệt trong vận mệnh của mình và cách ứng dụng phong thủy để thu hút tài lộc. Hóa giải vận hạn, đây không chỉ là cơ hội để gặt hái thành công mà còn là lúc để tìm về sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Vận may đã tới, quý vị đã sẵn sàng để đón nhận và biến nó thành sức mạnh cho chính mình chưa? Hãy cùng tôi bước vào phần luận giải chi tiết để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn đầy triển vọng này. Tổng quan về công việc và sự nghiệp của Đinh Tỵ 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977 kính mến, trong giai đoạn 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình công việc của quý vị hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực, như một làn gió mới thổi bay những khó khăn, áp lực đã tồn đọng trước đó. Tử Vi cho thấy, đây là thời điểm mà sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng đối với những ai đang làm việc trong môi trường công sở. Thời gian này đánh dấu sự khởi sắc đáng kể, những dự án từng gây khó khăn, bế tắc sẽ dần được tháo gỡ,
mang lại cảm giác nhẹ nhõm và tự tin hơn trong công việc. Đây cũng là lúc mà quý vị nhận được sự ghi nhận từ cấp trên, đồng nghiệp, khiến tinh thần làm việc trở nên phấn chấn và động lực hơn. Lời khuyên dành cho quý anh chị là hãy tập trung vào việc hoàn thiện những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời duy trì tinh thần cầu tiến để tạo nền tảng vững chắc cho các bước tiến xa hơn trong tương lai. Với những ai đang kinh doanh hoặc đầu tư, đây là một giai đoạn vô cùng thuận lợi để triển khai các kế hoạch lớn. Các dấu hiệu thị trường trong thời gian này cho thấy sự ổn định và tiềm năng phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kết nối với các đối tác chiến lược. Nếu quý vị đang cân nhắc mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư mới hoặc thực hiện những bước đi táo bạo hơn, thì đây chính là thời điểm vàng để hành động. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các cát tinh trong lá số tử vi cũng báo hiệu rằng sự quyết đoán và nhạy bén trong kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng giúp quý vị gặt hái thành công. Tuy nhiên, cần lưu ý, dù vận trình có nhiều thuận lợi, quý vị cũng nên cân nhắc thật kỹ lưỡng trong việc đưa ra quyết định lớn, tránh nóng vội để không bỏ lỡ những điều quan trọng. Đặc biệt, trong 3 ngày đại lộc, vận may sẽ đạt đỉnh điểm, mang đến những cơ hội bất ngờ và giá trị. Đây là lúc quý vị cần chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng hành động để tận dụng tối đa thời điểm này. Đừng ngần ngại chớp lấy thời cơ, bởi đôi khi một cơ hội nhỏ cũng có thể trở thành bệ phóng đưa quý vị đến những thành công lớn. Tổng quan mà nói, 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là giai đoạn không chỉ giúp quý vị củng cố sự nghiệp, mà còn mở ra nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. Quý vị hãy nhớ rằng, vận may chỉ thực sự thuộc về người biết nắm bắt và hành động đúng lúc. Vậy, quý vị đã sẵn sàng để đón nhận sự chuyển mình này chưa? Về phương diện sức khỏe, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình sức khỏe của quý vị cần được quan tâm đặc biệt, bởi đây là giai đoạn mà thời tiết thay đổi thất thường, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tử vi nhấn mạnh, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh của quý anh chị có thể trở thành điểm yếu nếu không được chăm sóc đúng cách, để tránh những phiền toái không đáng có. Lời khuyên dành cho quý vị là hãy điều chỉnh chế độ ăn uống thật khoa học, hạn chế các thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ và ưu tiên những món ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng. Một bữa ăn lành mạnh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, mà còn mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng cho cơ thể, giúp quý vị có thêm năng lượng để tận dụng các cơ hội trong thời gian may mắn này. Thời điểm này cũng là lúc quý vị cần chú trọng đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hệ thần kinh của quý vị rất dễ bị căng thẳng nếu áp lực kéo dài. Một vài bài tập nhẹ nhàng như yoga, thiền định hoặc đi bộ mỗi ngày sẽ không chỉ cải thiện thể chất mà còn giúp tinh thần thư thái hơn. Đặc biệt, yoga và thiền định còn có tác dụng nâng cao sự tập trung, giúp quý vị đối diện với các tình huống trong công việc hoặc cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Ngoài ra, trong những ngày đại lộc, tâm trạng tích cực và vui vẻ chính là chìa khóa quan trọng, giúp quý vị thu hút thêm tài lộc và may mắn. Tâm hồn an nhiên không chỉ khiến sức khỏe tinh thần được cải thiện, mà còn giúp quý vị đón nhận vận may một cách trọn vẹn nhất. Hãy dành thời gian tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, chăm sóc bản thân nhiều hơn và đừng quên chia sẻ sự lạc quan này với những người thân yêu xung quanh. Cuối cùng, một điều không thể thiếu trong phong cách sống của người tuổi Đinh Tỵ chính là sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần với việc hải hòa phong thủy. Một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ được bài trí hợp lý sẽ không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn giúp lưu thông khí tốt, từ đó hỗ trợ sức khỏe của quý vị một cách toàn diện. Hãy xem sức khỏe là vốn quý nhất, bởi chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái, quý vị mới có để tận hưởng trọn vẹn những điều tốt lành mà vận trình cuối tháng mang lại. Về phương diện gia đạo và tình cảm, thời gian 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này được xem là giai đoạn đầy ấm áp và yêu thương cho gia đạo của quý vị. Lá số tử vi cho thấy, đây là lúc gia đình quý anh chị được hưởng sự hòa thuận, yên vui và bầu không khí gia đình trở nên gần gũi, đong đầy tình cảm. Đối với những ai đã trải qua một số bất đồng, mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, đây chính là thời điểm thích hợp để hóa giải. Tử vi tiết lộ rằng, năng lượng tích cực trong những ngày cuối tháng này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để các thành viên mở lòng, thấu hiểu nhau hơn. Một cuộc trò chuyện chân thành hay chỉ đơn giản là cùng nhau dùng bữa cơm ấm cúng cũng đủ để xóa tan khoảng cách và làm dịu đi những hiểu lầm trước đó. Những ai đang sống xa gia đình, dù là vì công việc hay cuộc sống riêng cũng sẽ cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ với người thân trong giai đoạn này. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại, những lời hỏi thăm từ cha mẹ, con cái,
hay những dòng tin nhắn đầy yêu thương đều có sức mạnh mang lại cảm giác gần gũi, như thể mọi khoảng cách địa lý đều được xóa nhòa. Điều đặc biệt hơn cả, Tử Vi dự báo rằng quý anh chị tuổi Đinh Tỵ có thể đón nhận một vài tin vui bất ngờ từ các thành viên trong gia đình. Đó có thể là thành công trong học hành của con cháu, những bước tiến mới trong sự nghiệp các thành viên, hay thậm chí là sự đoàn tụ trong những buổi sum họp đầm ấm. Những khoảnh khắc này không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn giúp quý vị cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình thân. Hãy nhớ rằng, gia đình luôn là nền tảng vững chắc nhất để mỗi chúng ta tìm về, đặc biệt là trong những thời khắc cần sự an ủi và chia sẻ. Tử Vi nhấn mạnh, sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia của quý anh chị trong thời gian này sẽ là chất keo gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên hay một hành động nhỏ như dành thời gian chơi đùa với con cháu, chăm sóc cha mẹ cũng đủ để vun đắp thêm hạnh phúc. Ngoài ra, năng lượng tích cực từ gia đạo trong giai đoạn này còn là nguồn lực mạnh mẽ, giúp quý vị đón nhận những may mắn và cơ hội tốt trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Một gia đình hòa thuận, ấm êm chính là điểm tựa vững vàng, mang đến sự tự tin để quý vị bước tiếp, chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Hãy trân trọng và tận hưởng những phút giây quý giá bên người thân, bởi đó chính là ngọn lửa ấm áp nhất xua tan mọi lạnh lẽo trong tâm hồn và cuộc sống. Ba ngày đại lộc, cơ hội phát tài, phát lộc. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977, giai đoạn 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch chính là thời điểm mà may mắn và tài lộc đang đổ về mạnh mẽ. Theo lá số tử vi, anh chị sẽ được đón nhận 3 ngày đại lộc đặc biệt, ngày 29, 29 và 30 tháng 10 âm lịch. Đây là những ngày mà vận khí dâng cao, mở ra cánh cửa cơ hội để phát tài, phát lộc và đạt được những thành tựu quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết để không bỏ lỡ bất kỳ thời điểm vàng nào. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, ngày khởi đầu đại lộc, điểm sáng đầu tiên mở ra vận hội lớn. Ngày 28 tháng 10 âm lịch không chỉ là khởi đầu cho chuỗi 3 ngày đại lộc của tuổi Đinh Tỵ, mà còn được ví như chìa khóa vàng mở ra cơ hội phát tài, phát lộc. Vận khí vào ngày này có xu hướng tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi để anh chị thực hiện những kế hoạch lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hoặc các giao dịch tài chính quan trọng. Cánh cửa tài lộc đầu tiên mở ra, với những anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, ngày này như một ngọn gió xuôi chiều, giúp các dự án đang trì trệ được thúc đẩy mạnh mẽ. Đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để ký kết hợp đồng quan trọng, các thỏa thuận sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ đạt được lợi ích lâu dài. Chốt các giao dịch lớn, bất kể là mua bán hay hợp tác, anh chị sẽ nhận được sự thuận lợi từ cả đối tác và môi trường bên ngoài. Tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nếu đang cân nhắc rót vốn vào một lĩnh vực mới, ngày này mang lại lợi thế lớn nhờ vào vận may tài chính đang ở đỉnh điểm. Không chỉ có vậy, ngày 28 còn là thời điểm mà các nguồn thu nhập bất ngờ có thể xuất hiện, chẳng hạn như một khoản lợi nhuận ngoài mong đợi từ dự án cũ hoặc sự giúp đỡ từ một quý nhân nào đó. Bước chuẩn bị cho thành công. Để tận dụng tối đa vận khí tốt lành này, quý anh chị cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy đảm bảo mọi kế hoạch, tài liệu hoặc các thông tin cần thiết đều sẵn sàng. Một số điều quan trọng cần lưu ý trong ngày này bao gồm: xác định mục tiêu rõ ràng, chọn những việc quan trọng, có tiềm năng thành công cao để tập trung hoàn thành. Thận trọng nhưng quyết đoán, vận may không chờ đợi quá lâu. Vì vậy, sự quyết đoán và hành động nhanh nhạy sẽ giúp anh chị nắm bắt cơ hội ngay khi nó xuất hiện. Dành thời gian cho tư duy sáng tạo. Ngày 28 là lúc trí óc minh mẫn nhất, anh chị có thể phát triển thêm các ý tưởng mới, tạo nền tảng cho thành công trong tương lai. Tài lộc không chỉ dừng ở tiền bạc, ngoài những cơ hội về tài chính, ngày này còn mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ công việc, đối tác dễ dàng thấu hiểu, hợp tác tốt hơn và những mâu thuẫn cũ cũng có thể được giải quyết. Đây là một yếu tố quan trọng giúp công việc của anh chị được thuận buồm xuôi gió. Nếu anh chị đang có ý định mở rộng mối quan hệ kinh doanh, thì ngày 28 là thời điểm hoàn hảo để tổ chức các buổi gặp gỡ, hội họp hoặc sự kiện. Vận khí tích cực trong ngày này không chỉ giúp mở ra cơ hội ngắn hạn, mà còn tạo đà phát triển bền vững cho tương lai. Tâm thái lạc quan, yếu tố quyết định thành công. Không chỉ hành động mà thái độ cũng đóng vai trò quan trọng trong ngày đại lộc này. Duy trì tinh thần lạc quan, tự tin và bình tĩnh sẽ giúp anh chị đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Người ta thường nói, khởi đầu tốt đẹp là tiền đề của mọi thành công. Ngày 28 chính là bước đệm đầu tiên,
mang theo năng lượng tích cực để khởi động chuỗi ngày may mắn tiếp theo. Lời khuyên quan trọng, hãy tận dụng ngày này để tạo ra các cột mốc quan trọng cho sự nghiệp và tài chính của mình. Đây là thời điểm mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang hội tụ. Chỉ cần anh chị chuẩn bị sẵn sàng và quyết tâm, mọi điều tốt lành sẽ đến với anh chị một cách trọn vẹn. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, ngày đỉnh cao vận khí, cơ hội vàng để phát tài, phát lộc. Ngày 29 tháng 10 âm lịch chính thức đánh dấu đỉnh cao vận khí của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng này, là một ngày đại lộc, mang đến những cơ hội tài chính tuyệt vời và sự thịnh vượng bất ngờ. Đây là ngày mà vận khí tài lộc sẽ tăng vọt, mang lại sự may mắn và thành công lớn lao, đặc biệt đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và giao dịch tài chính. Cơ hội tài chính bùng nổ. Ngày 29 chính là một ngày đầy hứa hẹn đối với những ai đã bỏ công sức, thời gian và tâm huyết vào các kế hoạch tài chính trong suốt thời gian qua. Những khoản đầu tư, hợp đồng hay giao dịch mà bạn đã thực hiện trong thời gian trước đó giờ đây sẽ mang lại lợi nhuận vượt ngoài kỳ vọng. Các khoản thu từ đầu tư, bất động sản hay những hợp đồng bạn ký kết trước đó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong ngày này. Nếu anh chị đang tham gia vào các hợp đồng lớn, đây chính là thời điểm vàng để bạn hoàn tất ký kết với những điều kiện thuận lợi và lợi ích cao nhất. Ngày 29 sẽ giúp tăng tốc tiến trình công việc, tạo điều kiện cho các giao dịch diễn ra thuận lợi. Không có trở ngại nào đáng kể nếu trước đó có những khó khăn trong việc thương thảo, đàm phán hợp đồng. Hôm nay vận khí sẽ mang lại sự thuận lợi, giúp các bên đồng thuận nhanh chóng, tạo dựng và mở rộng các mối quan hệ chiến lược. Không chỉ dừng lại ở những cơ hội tài chính, ngày 29 tháng 10 còn mang đến cho người tuổi Đinh Tỵ những cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ mạnh mẽ. Đặc biệt, tạo dựng đối tác chiến lược trong ngày này là một lựa chọn thông minh. Anh chị có thể sẽ gặp được những người có tầm nhìn tương lai, những người có thể giúp đỡ bạn tăng trưởng sự nghiệp trong dài hạn. Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác hợp tác hoặc có ý định mở rộng quy mô công việc, đây là thời điểm lý tưởng để bạn kết nối với những người có tầm ảnh hưởng trong ngành. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp bạn phát triển mối quan hệ, mà còn có thể dẫn đến những cơ hội hợp tác có giá trị lâu dài, đưa công việc của bạn lên một tầm cao mới. Đầu tư lớn những quyết định quan trọng. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để quyết định đầu tư lớn hoặc thực hiện những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư vào dự án lớn hoặc muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, đừng ngần ngại ra quyết định vào ngày hôm nay. Những dự án, khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích bền vững trong tương lai. Điều quan trọng là vận khí trong ngày 29 sẽ giúp bạn quyết đoán và sáng suốt hơn trong các quyết định. Các cơ hội trong ngày này sẽ giúp bạn nhận ra tiềm năng mới. Những cơ hội có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi trong sự nghiệp của bạn. Các bước đi quan trọng mà bạn thực hiện trong ngày hôm nay không chỉ mang lại thành công trước mắt, mà còn gây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Mạo hiểm có cơ sở, khai thác tiềm năng chưa được khám phá. Ngày 29 tháng 10 không chỉ là một ngày may mắn, mà còn là thời điểm để bạn khám phá những khả năng chưa được khai thác trong công việc và cuộc sống. Năng lượng tích cực trong ngày này sẽ giúp bạn mạnh dạn hơn trong việc đưa ra quyết định mạo hiểm nhưng có cơ sở, đặc biệt là đối với những ai đang có hoài bão lớn lao và muốn thử sức ở những lĩnh vực mới. Nếu trước đây bạn vẫn còn do dự và e ngại, thì hôm nay chính là lúc để thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn. Đừng ngần ngại đầu tư vào lĩnh vực mới mà bạn tin tưởng, vì vận khí sẽ giúp bạn chinh phục thử thách và gặt hái thành công. Lời khuyên cho ngày 29 tháng 10 âm lịch. Ngày 29 tháng 10 là một trong những ngày may mắn nhất trong tháng dành cho người tuổi Đinh Tỵ, vận khí tài chính dồi dào. Cơ hội hợp tác chiến lược mạnh mẽ và các quyết định quan trọng trong sự nghiệp sẽ giúp bạn tạo dựng một tương lai tài chính vững vàng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa ngày hôm nay, anh chị cần phải lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tâm lý vững vàng và không ngần ngại hành động quyết liệt. Hãy nắm bắt cơ hội này và đừng để vận may tuột khỏi tay. Cơ hội tài lộc đang đến gần và chỉ cần anh chị chắc tay và dứt khoát, thành công sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh điểm tài lộc và quý nhân phù trợ. Ngày 30 tháng 10 âm lịch là ngày đỉnh điểm trong chuỗi 3 ngày đại lộc dành cho người tuổi Đinh Tỵ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn. Đây không chỉ là thời điểm tài chính dồi dào, mà còn là ngày mà những cơ hội quý nhân phù trợ sẽ giúp bạn vươn lên vượt qua mọi thử thách, mang lại những thành công rực rỡ. Cao trào của vận may tài chính. Ngày này, vận khí tài chính của người tuổi Đinh Tỵ sẽ đạt đến đỉnh điểm.
đặc biệt là đối với những ai đang có những kế hoạch đầu tư, ký kết hợp đồng hay giao dịch quan trọng. Các giao dịch lớn và những kế hoạch mang tính chất quyết định nếu được thực hiện vào ngày này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nhanh chóng đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu trước đó bạn đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, hôm nay sẽ là ngày mọi thứ đơm hoa kết trái. Đây là thời điểm mà các cơ hội tài chính bất ngờ có thể xuất hiện, mang lại những khoản thu nhập lớn. Có thể bạn sẽ nhận được những khoản đầu tư có lời mà trước đó chưa hề nghĩ đến, hay đột nhiên gặp phải những hợp đồng béo bở mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đừng ngần ngại, mạnh dạn triển khai các dự án đã chuẩn bị, vì ngày này sẽ mang đến cho bạn tất cả những điều kiện thuận lợi để bạn đạt được thành công vượt ngoài mong đợi. Quý nhân phù trợ cơ hội mới đến từ những mối quan hệ quan trọng. Ngoài sự may mắn về tài chính, ngày 30 tháng 10 còn đặc biệt vì quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài hoặc thông tin quan trọng liên quan đến sự nghiệp. Những người có tầm ảnh hưởng hoặc những người bạn chưa từng gặp có thể xuất hiện và giúp đỡ bạn vượt qua các khó khăn, đưa ra những lời khuyên quý giá. Đây chính là thời điểm mà những mối quan hệ chiến lược sẽ được hình thành. Có thể bạn sẽ gặp được những đối tác tiềm năng, người sẽ là người đồng hành lâu dài cùng bạn trên con đường phát triển sự nghiệp. Các mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra những cơ hội mới cho tương lai, giúp bạn phát triển mạnh mẽ hơn trong công việc và kinh doanh. Khai thác tối đa cơ hội. Với năng lượng tích cực từ ngày này, anh chị nên mạnh dạn hành động, đừng để lỡ cơ hội. Tinh thần lạc quan và quyết đoán chính là chìa khóa giúp bạn khai thác tối đa vận khí ngày hôm nay. Đừng để bất kỳ cơ hội nào vượt khỏi tay chỉ vì sự do dự hay thiếu tự tin. Chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng hành động là cách tốt nhất để bạn tận dụng triệt để những cơ hội mà ngày này mang lại. Nếu trước đây bạn vẫn còn chút e ngại hay lo lắng về các kế hoạch, thì hôm nay chính là lúc bạn cần chắc tay và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy nhớ rằng, những người thành công thường là những người biết tạo ra cơ hội cho chính mình, chứ không chờ đợi cơ hội đến. Lời khuyên cho ngày 30 tháng 10 âm lịch. Với tất cả những cơ hội và thuận lợi mà ngày 30 tháng 10 mang lại, lời khuyên cho anh chị là hãy giữ tinh thần lạc quan, tự tin vào bản thân và quyết đoán trong mọi hành động. Hãy chuẩn bị thật kỹ, từ kế hoạch đến chiến lược và hành động một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Đừng để cơ hội tuột khỏi tay, bởi với sự giúp đỡ của quý nhân và vận khí tài lộc mạnh mẽ, bạn có thể biến mọi kế hoạch thành hiện thực, đạt được thành công vượt bậc và gặt hái được thành quả xứng đáng. Cơ hội này chỉ đến một lần, vì vậy, hãy tận dụng nó để thăng tiến và chạm tay vào những đỉnh cao mới trong sự nghiệp và tài chính. Thưa quý vị, cuộc sống không bao giờ là thuận buồm xuôi gió, luôn có khổ có mệt, có được có mất, thế mới là cuộc sống. Còn tâm con người lại giống một con đường, càng tính toán đường càng cụt, ngược lại, càng bình thản đường càng rộng. 1. Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Trong cuộc sống, có những người luôn khiến chúng ta phải kinh ngạc. Họ thấu hiểu việc đối nhân xử thế và rất chu đáo, bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng không vội vã hay hoảng loạn, luôn giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Bạn đối xử với người khác như thế nào, thì người khác sẽ đối xử với bạn như vậy. Đây chính là nguyên tắc vàng. Vậy nên, phải bỏ được mới thu về được, buông xuôi mới có thể dứt đi phiền muộn, quên rồi mới thanh thản, khang dung mới có thể được nhiều hơn. Trước đây từng xem qua một câu chuyện, trong công ty nọ, ông chủ nổi tiếng là nghiêm khắc, có một trợ lý mới đến trong công ty. Thường vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị ông chủ chỉ trích không thương tiếc, mọi người đều rất e ngại ông chủ này, thậm chí còn gọi lén ông ta là ác quỷ. Để không chọc giận ông chủ, người trợ lý này làm việc gì cũng rất thận trọng. Nhưng có một lần, anh ta vô tình mắc phải một sơ suất lớn khiến cho công ty bị thiệt hại nghiêm trọng. Anh ta biết rõ lần này mình nhất định sẽ bị đuổi việc. Sau khi đấu tranh tâm lý cả một đêm, anh ta quyết định chủ động từ chức. Nhưng lần này, ông chủ chỉ bình thản nghe anh ta nói xong, liền đưa đơn từ chức trả lại cho anh ta, chẳng trách một câu mà chỉ dặn dò cố gắng, thậm chí còn giao tiếp một dự án lớn cho anh ta. Nhiều năm sau, người trợ lý trở thành cánh tay đắc lực cho công ty. Hai người họ bàn lại chuyện xưa, ông chủ mới giải thích, sở dĩ tôi nghiêm ngặt những chuyện nhỏ là bởi vì cậu sẽ thường bỏ qua nó. Lỡ như nó trở thành một thói quen, không cẩn thận thì việc nhỏ sẽ gây tổn thất lớn. Nhưng trong việc lớn, mọi người đều biết bản thân mình làm sai, nhất định sẽ ghi nhớ bài học. Hơn nữa, ai cũng có gánh nặng gia đình, trên có già, dưới có trẻ, chẳng ai thấy dễ dàng cả. Nếu đồng cảm suy nghĩ một chút thì sẽ thấu hiểu được thôi. Khi chúng ta lấy bùn ném vào người khác,
Thứ đầu tiên bị giấy bẩn là tay của mình. Khi chúng ta tặng hoa cho người khác, người đầu tiên ngửi thấy mùi hoa lại chính là chúng ta. Nếu một người có thể bình thản tha thứ, người đó sẽ có được rất nhiều sự tin tưởng, tình cảm và tài nguyên. Một người ôn hòa không dám nói cuộc đời này thành công nhất, nhưng nhất định sẽ là người được quý mến nhất. Con người sống một đời, đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. 2. Điều gì mình không muốn thì chớ làm với người khác. Trong Luận Ngữ Vệ Linh Công có câu chuyện thế này. Tử Cống hỏi: có một chữ nào mà mình có thể chọn đời làm theo không thưa thầy? Khổng Tử nói: có lẽ là chữ thứ. Điều gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Để trở thành một người ôn hòa, bạn chỉ cần làm hai việc. Đầu tiên là bình thản, tha thứ trước những sai lầm và thiếu sót của người khác. Chúng ta phải luôn duy trì sự khoan dung và bình thản, nghiêm khắc với chính mình, kiên nhẫn với người khác. Đừng quá vô lý với người khác, làm cái gì cũng phải cẩn trọng, bỏ qua cho người khác cũng là bỏ qua cho chính mình. Thứ hai là sự đồng cảm suy nghĩ. Điều gì mình không muốn thì chớ làm với người khác. Trước khi bạn làm điều gì đó, trước tiên hãy nghĩ dưới góc độ của đối phương, tìm sự cân bằng giữa lợi ích của nhau và sử dụng phương pháp phù hợp nhất để đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi, khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bằng cách này, có thể tránh đặt bản thân vào tình huống khó xử. Trong hầu hết các mối quan hệ sẽ càng suôn sẻ hơn, dù trong tình huống nào bạn cũng không sợ hãi. Duy trì hình ảnh ấm áp nho nhã, nhóm người này thường là những người được thăng chức, tăng lương nhanh nhất và ổn định nhất. Ngoài nơi làm việc, trong gia đình và trong cuộc sống, họ luôn có khả năng xử lý những mâu thuẫn một cách đúng đắn và thành thạo, bất cứ khi nào cũng khiến người khác cảm giác như một cơn gió mùa xuân. 3. Tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Có câu rằng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nếu bạn khoan dung, có thể tha thứ rất nhiều chuyện mà vốn không thể tha thứ, như vậy trong lòng cũng tránh được những muộn phiền. Một người thực sự tu dưỡng có thể dùng tâm từ bi và khoan dung để đi thành tựu người khác, cũng chính là đang thành tựu chính mình. Cuộc sống của ai cũng không thể lúc nào cũng thuận lợi, vì vậy, khi chúng ta không thể thay đổi thực tế thì hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nếu trong lòng cứ tính toán, thì nơi đâu cũng chỉ toàn là những lời oán hận. Nếu trong lòng đã buông bỏ thì lúc nào cũng thanh thản như mùa xuân. Nếu bạn đơn giản, thế giới khó mà trở nên phức tạp. Nếu bạn là ánh mặt trời, người khác khó có thể bị tổn thương. Nhìn lại hành trình 3 ngày cuối tháng 10, 3 ngày đại lộc 26, 28 vào 30 âm lịch chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 gặt hái tài lộc, củng cố sự nghiệp và mở ra cơ hội mới. Với những bước đi vững vàng, những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và một tinh thần lạc quan, bạn chắc chắn sẽ tận dụng được vận may này, không chỉ để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng, mà còn để đạt được những thành công bền vững trong công việc và đầu tư. Chúc quý anh chị tuổi Đinh Tỵ có một tháng 10 ấn tượng, tràn đầy năng lượng tích cực và hạnh phúc viên mãn. Đừng quên đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.